Ơi, đây là cây nhầu nha. Ồ, cây nhầu nhà mình nè các bạn ơi. Ông chồng của mình á, ông đang trèo lên ông hái nhầu nè. Nhầu đây chấm muối ớt là ăn đi bài luôn nè. Xin chào cô chị chú bác, để em với cây chú Hà ta về. Hôm nay ba con có hái nhầu à? Hèn giờ con không biết cái quả này luôn á, nó mọc ở đâu luôn á. Mấy bữa nay con cũng nghĩ là cây sùng à. Chứ hồi giờ hồi hồi nhỏ giờ mẹ chỉ còn cái cây cây nhầu ở quầy nhà, quầy đây đâu mà đi nè. Ôi ba bỏ vô rổ đã đời Lạnh luôn. chưa? Phụ cá xịt thuốc vậy? Thôi cái rổ này còn một bảo rổ nhầu luôn nè các bạn. Còn đây là ba cái quả chín nó rụng nè, nó tự rụng là chim nó ăn nè. Đây nè, cái đây là chim nó ăn rồi nè. Con thích chim ăn đâu mẹ. Còn đây là những cái quả nhầu nó chuẩn bị nó chín rồi các bạn. Quả này bị nhầu này bị sao rồi mẹ ơi? Quả nhầu màu trắng đây nè. Cái đây nó chín rồi nè con. Cái quả đây nó chín rồi nè. Ngon quá à. Cái đây đợi 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 nó chín nè. Đợi nó chín xong rồi ăn. Mình vú đi không mẹ? Nó nhầu nó chín ăn ngọt không mẹ? Thì ăn thử xong rồi review cho cô dì chú bác xem luôn. Ê cô dì chú bác ơi nè. Cầm cầm nó rổ, bưng bưng cái rổ lên con. Cho ba đựng con. Wow, được mấy quả luôn á, bên kia còn hai quả nữa không sao. Trời, còn một quả nữa chứ. Đấy. Cô dì chú bác ơi, nhìn quả cho nhầu của nhà con hấp dẫn không? Quá đã luôn á. Để nó chín hả? Nó chín xong rồi ăn nè, review cho mọi người chứ luôn. Sao hồi nhỏ ăn quả dầu sống như vậy nè, nó chua lé à? Hồi nhỏ con đâu có ăn ăn chua chua ăn lần nào mà. À là cái cốc mẹ. Cốc nhầu đâu? Xuống rồi cho bà. Bữa nay con cứ tưởng là cái cây nè. Phi xuống, phi xuống. Giả công thâm hậu. Phi xuống, đừng rách quần là được. Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Su Hào TV của mình nha. Các bạn thấy yêu thích kênh Su Hào TV thì nhớ ủng hộ cho mình một cái lượt đăng ký kênh Su Hào TV miễn phí nha. Các bạn ơi, hồi nãy giờ mình chồng mình hái những cái quả nhầu rồi các bạn. Trong đây là nhầu sống rồi các bạn, còn được có bốn quả chín rồi các bạn ơi. Bây giờ là hôm nay mình sẽ nghe nói là nhầu ăn rất tốt về sức khỏe đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn những cái quả nhầu chín thử cái hương vị nó như thế nào nha, rồi chấm như muối ớt siêu cay nè. Wow, các bạn xem này nha, để coi thử là mình ăn mình sẽ review cho các bạn xem thử là cái nhầu để ăn thử nó cảm giác là như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ mình mời tất cả các bạn nha. Tuổi thơ ai đã từng ăn quả nhầu rồi? Mời các bạn nha, thì comment cho mình biết nha. Quá nhỏ cũng ăn quả nhầu rồi không sao? Hồi xưa kêu quả nhầu đây này vú muối á. Hồi xưa là nhầu đem vú muối cho nó chín hả? Ăn thử nha các bạn. Sao ông sao ăn chưa ở chỗ ông cái con gì nó cạp nè. Mình cạp nó luôn. Cái nhầu đây nha, là nó có cái vị ăn vô nó the the đúng không sao? Đúng rồi, cay cay the the. Nó cay cay the the. Xin mời tất cả các bạn nha. Nó có cái vị thơm của cái mùi nhầu nha các bạn. Nhưng mà đối với mình thì nó thơm, nhưng mà không biết là nếu mà các bạn ăn vào thử tùy theo cái sự cảm nhận của mỗi người thôi. Nhiều người thì người ta kêu là ăn nhầu nó có cái vị hôi hôi, gọi là thôi thối, nó không có thơm. Nhưng mình cảm nhận thì cái nhầu đây nó rất là thơm. Cái hạt nhầu ấy đem ngâm rượu. Chứ không phải đổ nguyên quả nhầu ngâm luôn à? Không. Ngâm hạt nhầu thôi, ngâm hạt thôi.
Ngâm hạt á là đem đỡ trị cái bệnh là xương khớp à? Không, xương khớp cũng có nhưng mà chủ yếu là bệnh khó tiêu. Đúng không? Rồi ăn khó tiêu các bạn. Tiêu hóa tốt lắm. Ừ. Mình uống ly rượu nhầu vô hả nó dễ tiêu. À, ăn vô là nó có cái vị the the trong lưỡi nha các bạn. Vị cay cay the the trong lưỡi. Nó đâu có vị chát đâu ông xã. Không. Nó chín rồi nó không có vị chát. Để tí nữa mình ăn thử cái vị ăn cái chai sống người ta có chát không nha. Hòn lắm bây giờ. Nên cho cái vị cay cay thôi. Cay thì vậy. Ừ. À. Mà nó ngon lắm các bạn. Ừ. Nên nó chỉ có cái vị cay the the. Ăn vô cứ nó cay ở trong cái cu lưỡi của mình à. Ừ. À tiêu hóa tốt á. Nói này các bạn. Nhầu đây nha. Phụ nữ nên ăn đi. Tại vì biết sao không? Ăn chín như vậy nè là điều hòa kinh nguyệt lắm nha các bạn. Mình nói thiệt, các bạn thử đi. Mình nó mình cũng tranh thủ mình ăn để nó điều hòa kinh nguyệt này các bạn. Quay lại nó nhuận trường với lại nó lợi tiểu hả, trường hợp mà khó tiểu các bạn. Ừ. Như bị táo bón rồi ăn nhầu rồi hết á. Anh nào mà bí tiểu bị mà giống như kiểu là cái gì vôi thận hay gì đó nó lợi tiểu lắm đó. Nó nóng như nhiệt người. Đúng á rồi, tiểu đó. Đi tiểu không có được á các bạn, làm qua nhau chín về ăn thông tiểu lắm. Nó lưu thông khí huyết. Ăn cái nhau để nó lưu thông khí huyết mà nó tốt cho phụ nữ là điều hòa kinh nguyệt lắm các bạn. Bây giờ bữa nay mình tranh thủ mình ăn các bạn. Nhà mình nó có cây nhau đây nè, kiểu này tháng nào mình cũng phải ra mình ăn để cho nó điều hòa kinh nguyệt. Thuốc là đây là một vị thuốc này cho thường là thường đa số là người ta không có ăn quả nhau đây đâu, tại vì người ta thấy quả nhau đây nó đơn giản quá. Đúng rồi, người ta đâu có biết tác dụng của nó mà công dụng của nó là thật kỳ hữu hiệu luôn. Mà thật sự là ăn nhậu nó mới đầu mình ăn thì thấy nó ngon, nhưng mà bây giờ mình càng ăn nó càng cay trong cái miệng à. Đúng rồi. Nếu mà đối với những ai mà ăn không được á nha, đảm bảo là sẽ ăn không nổi luôn, không ăn nổi cái quả nhầu luôn á, đảm bảo luôn. Chứ là cái mùi nhầu á nó bay mùi nó hăng, không hăng. Thơm. Ừ. Nó hăng á đúng không? Ừ. Giống như tùy nó... theo mỗi người có cảm nhận làm sao. Người thì nghe mùi thơm giống như là ăn sầu riêng vậy đó. Người thì nghe mùi thơm của sầu riêng, người thì kêu sầu riêng là bị nó có cái mùi thối. Nó không có thơm. Mà sầu riêng á, đi lên xe á, mà bay mua sầu riêng là muốn ói ra thiệt. Nhưng mà ăn thì ăn được. Quả nhầu đây hột nó rất là nhiều luôn các bạn. Hột nó quá trời luôn. Thịt nó cũng nhiều mà hột nó cũng vô địch luôn các bạn. Hột cứng á. Hột nha được. Hình như cái trái nhầu đây đem ngâm nguyên trái luôn mà. Ngâm nguyên trái được. Phơi khô thôi. Phơi khô. Phơi cho nó khô, nó héo, nó thiệt khô xong rồi mình ngâm luôn. Cho nó ngâm, đỡ cả năm mà nó ra chắc nhầu. Tốt. Còn thôi đỡ cho nó chín vậy nè các bạn. Chín vậy đều ngâm. Đúng rồi. Nhầu này nó chín nó tự rụng luôn mà. Ngày xưa ông bà á, mà thường hái những quả nhau sắp sắp á nè, về bỏ hũ muối. Bỏ cái tin á. Bỏ vô nắp tin á, trong hũ trong đấy chứa muối nhiều á. À. Đeo ghê, bỏ nó chín cứ lâu lâu ăn. Tại vì nóng nhiệt á, khó tiêu á. Ví dụ mình đi làm với nắng với trời á, uống rượu bia nhiều nữa. Nó nóng, nó không táo bón nữa. Ăn quả nhau lại rất tốt, lợi tiểu nữa. À. Mà mình cũng... nhất là ví dụ như những lúc mà ví dụ mình đang uống rượu uống bia nhiều nha, giờ sáng mai mình làm với nhau đây nữa, đảm bảo giải
sạch luôn, sạch rượu luôn á. Thì nè. Ôi mà các bạn, mà công nhận ăn nó cay quá, khó ăn thiệt. Càng ăn hết cái quả là càng rất là khó ăn. Nó không có cái vị ngọt, mà nó có cái vị, nó không có cái vị gì đó, đúng không hả? Nhưng mà nó chỉ có cái vị the, vị cay của nó. Ăn vô mà nó cay trong lưỡi, cay hết cái dành môi luôn nè. Nhưng mà mình cứ mình tưởng đâu là cay như vậy là nó sẽ làm cho con người mà nó nóng gớm lắm. Nhưng mà thật ra nó trái lại là nó rất là điều hòa kinh nguyệt không sao. Nó tốt cho sức khỏe. Lương thông khí hết. Nãy giờ giống như mình uống một ly rượu các bạn. Nóng vậy đó. Hột nó quá trời quá đất luôn nè các bạn. Không ăn nữa hả? Cay quá hả? Cay quá ăn không nổi. Mấy người nào mà uống rượu tốt quá, uống rượu giỏi á là ăn nhau tốt đây nè. Tại vì ăn nhau đó nái nè. Ăn thử cái quả sống thử nó có cái vị gì á không sao nhỉ. Mình sẽ ăn thử cái quả sống thử nha các bạn. Đâu báo vị gì. À, ăn quả nhau chín nha các bạn. À, nhau đây nó gần chín rồi. Ăn già hết rồi mà. Hình như cái nhau sống này không sao. Nó cũng vẫn có vị cay nhưng mà mình có mớ cạp vô thì nó có cái vị ngọt ngọt ấy. Cái vị ngọt nó rất là nhẹ luôn. Đúng rồi. Thông là mũi luôn á. Cay mà thông mũi luôn các bạn. À đúng rồi. Cái mình nhớ ra rồi các bạn. Nghe người ta nói là cái nhau đây nhưng mình ăn vô hả, nó cũng ngừa được cái, trị được cái bệnh hen hen suyễn như hay ho rồi đó các bạn. Mình ăn vô tốt lắm nha các bạn. Thôi cái quả sống mình cũng ăn thôi nha các bạn. Mình cạp thử mình xem sao chứ. Nó cái quả sống thì nó không có vị chát luôn. Mình ăn là mình theo cái kiểu mình cảm nhận là nó không có cái vị chát. Mà chín hay sống thì cũng vậy. Nhưng mà nó chỉ có cái vị cay thôi, giống như uống rượu. Wow. Mình sẽ ăn một quả nữa đi. Một cái quả đây hình như là nó đâu có ái đâu. Ủa, quả đây ngon này. Mình sẽ ăn rá ăn quả chích nữa. Ăn để cho nó trị ho. Cái này á, mình cạp xung quanh vậy ăn được dễ. Lần trước mình có ngâm một chai rượu nhậu đó nè. Uống ví dụ lúc tao bón uống ẩm ẩm đúng không? Không tiêu hả? Uống một ly là nó vô tiêu hóa kêu bụng kêu ồ ồ. Mình nói thật, các bạn làm thử đi. Dạ dạ, bạn nào có nhậu á nên ăn. Ừ, cho nó tốt. Chứ không phải mình nói bừa đâu. Mà bạn nào chịu khó ăn chứ khó ăn lắm á. Cay. Cái này mình đã kiểm chứng rồi. Rượu nhau là mình đã kiểm chứng rồi nha các bạn. Ừ. Ồ giờ mình ăn nó quen rồi các bạn. Hồi nãy mình ăn cái quả kia đã cay nha. Mẹ giờ mình ăn cái quả thứ hai nữa, cái bắt đầu nó cay rồi, nó quen rồi, nó quen đô rồi. Mình lên đô rồi các bạn. Ăn đây á hả, nó cũng tăng cường được hệ miễn dịch cho các bạn ơi. Chứ không phải giỡn đâu. Mà mùa dịch giá thì mình nhà các bạn nào mà có nhau chín nè, mình nên ăn, nên bổ sung với nhau vô. Nó tăng cường hệ miễn dịch. Nói chung là cái trái cây nào mà nó tốt á, mình nên ăn. Hết rồi nha bạn. Nó tê đầu lưỡi luôn. Coi nè. Ăn hết luôn, sạch luôn chứ. Hột không nè. Hồi nãy mình chưa biết là ăn. Bây giờ mình kinh nghiệm rồi, cái thịt nó là bao quay cái hột. Cái hột nó chính giữa. Thì mình cạp ở chính giữa thôi. Wow. Ôi. Công nhận là the đầu lưỡi lắm các bạn. Hồi nãy mình ăn cái quả đầu tiên nó cay kinh khủng luôn. Nó cay hết rồi. Nhưng mà ăn quả thứ hai là bớt cay rồi. Giờ không có cay nữa. Còn quả sống thì bó tay khỏi ăn nha các bạn.
Rồi không được ăn thử không? Hồi nãy cạp rồi, nãy giờ cạp rồi nè, đây nè. Đây nè. Chấm muối. Đỡ rồi đây nó chín luôn, đỡ ăn uống. Chấm chấm. Đây các bạn, chấm chấm vô, chấm mạnh luôn nè. Cái này mà đỡ nó chín quá nó xúc cùi hết rồi các bạn ơi. Nó tự rụng không? Sao không sao? Ngon không? Hình như nó cắt cái vị ngọt ngọt hay bà. Sao không cây ngọt ngọt ấy. Nói ừ cái quả mà gần chín sống à. Sao tự nhiên nó có cái vị ngọt ngọt nha các bạn, ngọt nhưng mà ngọt nhẹ, có cái vị cay mà cay rất không là nhẹ, không cay luôn. Nhưng mà hồi nãy giờ ăn sao cảm nhận được là cái vị cay rất là nhẹ. Cay là của bảy nhau trước á. Không ừ. Còn cái khi mà nó chín rồi không có, nó cay ghê luôn á. Hạt muối. Nói chung là hôm nay á hả, hai chồng mình mỗi người ăn được hai quả nhau không sao. Vậy là cũng ngon rồi, điều hòa kinh nguyệt rồi các bạn, tối này ngủ ngon rồi nha. Wow, lợi tiểu thiệt, mới đây mà đầu tiểu rồi. Rồi giống như các bạn nhà nào mà có nhau thì mình nên ăn cho nó tốt nha các bạn, nếu mình nói thiệt. Tốt thật á chứ không phải không. Rồi, thôi video của mình tới đây cũng đã dài rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Các bạn xem video của mình thấy yêu thích hai vợ chồng mình thì nhớ ủng hộ cho mình một cái lượt đăng ký kênh nha. Nhớ like cái video của mình nha. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn rất nhiều nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Bye bye.